Hello các bạn, năm nào cũng thế, cứ đến mùa Giáng sinh thì sẽ có ông già Noel tới tặng quà cho Bunny và Pampi. Trong lúc mà Pampi đang rất là say sưa để mà ngủ, trời ơi, cô bé ngủ quên luôn trên cả cái gối, thì bỗng có tiếng cốc 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 và Giáng sinh từ ngoài cửa sổ đang tràn vào nhà đấy các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy không, ở đằng ngoài có ông già Giáng sinh đang đứng kia kìa. Pampi cảm thấy rất là bất ngờ luôn ý. Wow, mở cửa ra, bà ấy không thể nào tin được là có ông già Giáng sinh xuất hiện kìa, cầm theo cả hai túi quà to ơi là to luôn đó. Wow, Pampi đang rất là hạnh phúc luôn. Pampi thì có vẻ lớn rồi nên hiểu ra là câu chuyện như thế nào. Còn Pampi thì rất là bất ngờ luôn các bạn ạ. Và việc đầu tiên là cô bé mở ra cái túi quà nè, sau đó thì tới sờ vào người của ông già Noel, xem là ông già Noel có thật ở trên đời này không đó. Biết không, ngày nào thì Pampi cũng ước là sẽ có ông già Noel tới tặng quà cho Pampi đấy. Và hôm nay điều ước đã trở thành sự thật. Cô bé đang rất là hạnh phúc luôn, chạy quanh người của ông già Noel và sờ xem là có đúng sự thật không nè. Và ông già Noel chụp ảnh với cả Pampi đấy. Và hình như là Pampi phát hiện ra một điều gì đấy, bạn ấy muốn tháo râu của ông già Noel nhưng không được rồi các bạn ơi. Là đấy, thấy không, rất là nhanh trí, đứng ngay dậy luôn các bạn ạ. Mình quay cũng không kịp cảnh đấy luôn đó. Và bây giờ thì chuẩn bị nào, chụp ảnh xong rồi thì ông già Noel bye bye, chào tất cả các bé và ông già Noel trở về với công việc đi phát quà tiếp đây. Đây có lẽ là một đêm Giáng sinh đáng nhớ của Pampi đấy. Còn Bunny thì lớn rồi, bạn ấy hiểu ra câu chuyện và bạn ấy không cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng Pampi thì là một đêm sẽ khó ngủ đấy, vì bạn ấy đã được gặp ông già Noel và rất là bất ngờ vì ông già Noel có thật ở trên đời nè. Santa có thật đấy. Sau khi mà Santa bye bye để mà đi phát quà cho các bé thì Appa xuất hiện nè, và các bé đang rất là háo hức để khoe quà với cả Appa rằng là Santa Harabochi tặng quà nhiều ơi là nhiều như thế này nè. Bye bye.